Đối với ông Yusuke Adachi, bóng đá gần như là sở thích duy nhất của ông. Nhưng mà ngoài ra thì ông còn thích đi bộ, nghe nhạc và xem các trận đấu bóng đá trong thời gian rảnh. Nhưng có một sở thích mới khi ông đến Việt Nam là ăn và thưởng thức các món ăn của Việt Nam, chẳng hạn như là phở. Ông thấy đây là một món ăn rất tốt cho sức khỏe. Nó là giống một món ăn nổi tiếng của Nhật Bản, và cũng như là ông thích ăn cá nữa. Và chính vì ông yêu thích đồ ăn Việt Nam và ông ăn nhiều cho nên là ông phải đi bộ để có thể giữ được vóc dáng tốt. Một sở thích nữa của ông là đi du lịch. Ông thích gặp mặt những gương mặt mới nhờ công việc này. Nhờ công việc này ông đã với tư cách là giảng viên của AFC, ông đã gặp rất nhiều người bạn mới khắp châu Á. Và tại Việt Nam thì ông mới chỉ đi qua các thành phố lớn như Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng hay Thành phố Hồ Chí Minh.